Em xin chào tất cả bà con ha. Em chào tất cả anh em trong mọi miền Tổ quốc ha. Gần cuối năm mà anh em bà con cô bác ơi, em còn nợ anh em cái cái món nào nhờ anh em cũng như bà con cô bác mình nhắc giùm em ha. Như là em gửi đồ thiếu món này món kia gì, nói thật sự với anh em mà lâu mà thấy em chưa có trả, là nói thật sự với anh em là không phải là em không có trả mà là em quên. Cái này là lời nói chân thành của em nha. Cái nào mà em giải quyết được trong đó, ví dụ như mà anh em bà con thiếu món gì lặt vặt hoặc là những cái món hàng mà em có hứa gửi trả cho bà con cô bác mình mà chưa thấy em gửi á, thì nhờ anh em bà con cô bác mình alo lại giùm em nha. Đặc biệt là những cái đơn hàng coi nước rồi nè, có bữa nay tới một anh là em đâu em nợ đâu gần cả tháng trời, tội nghiệp anh trời, anh không giận, anh nói thật sự với anh em là nhắc tới là em phải nói là xin lỗi anh rồi, khoảng 3 lần anh cười hè, anh không có giận hờn dân, nói hôn ơi chưa gửi thì giờ gửi tôi đợi hoài luôn mà sao tôi không thấy ông gửi lên, trời ơi, nghe đau lòng quá trời lâu luôn. Còn đầu bò nè, còn đặc biệt là bên máy nổ mình, bà con cô bác nào em còn thiếu những cái món mà lặt vặt linh kiện nữa hay này kia, bên em thấy chưa có thấy em gửi trả, thì nhờ bà con cô bác là cứ alo gọi thẳng lại giùm em nha, em sẽ cố gắng em đáp ứng trước Tết. Còn đặc biệt những cái món nào mà bên em chưa có về kịp á, thì em cho em nợ lại qua năm sau nha. Thì có một số như là hồi nãy có một cái kết nước của cái anh mua cái mít số 7 á, mít số 7 em không biết là em có lấy kịp không, em mua luôn một cái máy vì em lấy kết nước em gửi qua chảnh, chỉ có mấy anh mua rất là đẹp luôn mà sao em không biết sao mà bị xì kết nước, để mua cái kết nước không nó mắc tiền quá, em mua luôn cái máy luôn mà hy vọng là về kịp Tết. Với một dàn siêu xe của em nè, siêu xe hai bánh của em nè, 1 2 3 4 này kêu siêu xe không ngừng, siêu xe một bánh. Còn anh này nãy giờ năm thầm nó làm trong đây nãy giờ nè anh em, này con xì bo gắt trụ này, không phải xì bo à, xì bo gắt trụ á, sáng giờ bị máy hành anh em ơi, rồi sáng giờ Nhi nó bị máy hành, ngày nào bị máy hành là anh em không giờ nghe tiếng nó nói, ngày nào bị nó hành máy thì anh em sẽ nghe tiếng Nhi, mà ngày nào mà bị máy hành đó thì không nghe tiếng, bị nói chuyện không nổi. Ngày em cũng còn lại một ít máy cuối cùng anh em ơi, hôm rồi xả bay muốn hết rồi, nói chung cũng không có được nhiều hung nhưng mà ngày vài cái, ngày vài cái em không đem vô luôn. Bữa nay sáng giờ cũng được ba cái, đúng rồi ba cái, một máy khách mua và hai máy khách chốt, còn hai cái Kubota nè mày, bốn cái bán hai cái còn hai cái, không còn một ít máy đây, máy sới thì em để bển ha, anh em bà con cô bác nào mà có cần tham khảo, mà đặc biệt là bên em còn nợ cái món gì, những cái món đồ mà lặt vặt mà nhiều khi anh em bà con mua tại chỗ không có ha, thì nhờ anh em bà con cô bác cứ alo giùm em, có món nào em có sẵn trong nhà là em sẽ giải quyết trong sớm nhất, nói chung là em sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất, chứ nó không có để tồn động, trừ trường hợp đặc biệt nó giống như là cái mít số 7 nãy á, là em sẽ cố gắng tối đa nếu mà kịp trong Tết này em sẽ gửi ra chảnh luôn. Với một chú nữa là nhớ là chú Hai Liêm, ở đây cho xin phép chú là con kêu tên chú luôn ha, là mấy anh shipper vận chuyển sao mà bể nắp cò gãy cái boe này luôn, bể nắp cò gãy boe, nhưng mà bên em đi rằng là có mua bảo hiểm bên Viettel nhưng mà thấy người ta giao hàng cực khổ quá không đền ngàn nào hết, dạ bây giờ thiếu lợi có chú Hai Liêm không biết không biết mấy ngày nó mới trả nợ chú được đây, con cũng đang đặt hàng cho chú mít số 7, hàng về tới là con sẽ lột cái nắp cò với cái boe này con gửi lên chú liền, mong chú nếu mà con nghe được thì thông cảm bỏ qua giùm con ha, con gửi luôn cái nắp chịu cò có mít số 7 con gửi ra chú rồi. Em cũng như anh em ở đây buổi chiều nay là tới cái giờ nghỉ anh em bà con cô bác ơi. Chúc cho anh em bà con cô bác có một buổi chiều thật là vui vẻ ha, mát mẻ, nhớ khi nào rảnh rỗi thì vào kênh của em xem chơi có gì cần góp ý cho tụi em sửa đổi thì bà con hoặc anh em cứ bình luận bên dưới ha, tụi em coi theo đó, mà tụi em có bổ chỗ nào mà thiếu sót thì tụi em sẽ khắc phục sửa chữa qua. Rồi em cũng xin kết thúc video ở đây anh em ơi, chào tạm biệt anh em, chào tạm biệt bà con.